Nô tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi với tam trò, chơi trò này trước này. The men in white create a type of headlight that can prevent creatures from going crazy. And for some reason, that type of light also promotes our eggs to develop faster. I'll stay here and watch over the eggs. You can find the lamps in wood cabins. We need them before that stupid baby comes. Chúng ta sẽ đặt ba quả trứng này. Là chúng ta sẽ xem đây. Chúng ta sẽ đặt xem đây này. Để chúng ta sẽ ngoài xem đây. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Chúng ta sẽ vào đây. Là chúng ta sẽ đi vào đây này, cái bóng điện này chúng ta sẽ phải đi tránh xa bọn kangaroo ra. Rồi nó nhảy vào chúng ta là chúng ta sẽ bị tiêu. Rồi chúng ta xem này, cái bóng điện này, cái bóng điện này chúng ta đi ra. Nó đây này, chúng ta phải tránh xa nó ra nhá. Rồi còn có dùng nó nhảy ra, chúng ta sẽ phải tránh. Thế nên là nó sẽ đâm vào chúng ta nhảy nhanh. Rồi chúng ta sẽ bật lên đây. Rồi chúng ta sẽ lắp vào bên này. Chúng ta sẽ sang bên này. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Chúng ta vào đây lấy cái bóng đèn này nữa. Sẽ vào đây chúng ta bật, chúng ta lấy cầu dao xuống. Nó sẽ nhảy. Chúng ta sẽ tránh ngoài này ra. Chúng ta sẽ nhảy lên đây, chúng ta sẽ lấy cái này. Rồi, chúng ta đi xuống. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào cái tắt này, chúng lên đây. Chúng ta sẽ lắp nó vào đây. Chúng ta sẽ xuống dưới đây. Chúng ta sẽ lấy cái bóng điện này. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Chúng ta lại đi trên cho nó cầu thang này lên này. Đây, chúng ta sẽ trèo lên đây.
không thấy rồi, ngoài sân đây. Ta đi xuống. Cái này đã lắp xong nhá. Xe sang đây, cái bên này cũng lắp xong rồi. Chúng ta lắp nốt rồi đây. À, chúng ta sẽ đi sang bên này còn một cái nữa. À, chúng ta sẽ lấy cái này đây nữa. Giờ chúng ta sẽ lấy cầu dao này xuống. Chúng ta sẽ lắp cái này rồi, chúng ta sẽ lắp cái này. Xong có 3 cái rồi, chúng ta lại đi. Chúng ta sẽ bắn sang bắn bắn 4. Rồi chúng ta sẽ bắn bắn 4. Chúng ta sẽ bắt con gà này. Sẽ bắt con gà này. Ta sẽ nhảy lên nào. Ta sẽ để nó xuống đây. À, cho nó trên đấy nha. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Sẽ ấn vào đây. Sẽ mở cái này ra. Là chúng ta đã xong rồi, chúng ta sẽ vào
Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ ba. Đây, mấy con này đây. Chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa đây. Chúng ta sẽ bật mạng này. Chúng ta sẽ chơi có bé có vòng. À, chúng ta sẽ đi vào đây. À, chúng ta sẽ đợi nó. Nhập vào trang chiếu vàng rào. Ồ, nó có đây.
qua. Chúng ta bỏ phiếu. Con này nó phải như thế nào? Nó sẽ mở cái này ra sẽ hai con quái thứ giả. Nào chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta xem này thế nào. Đây, con ấy đang vẽ đầy, chúng ta sẽ đi đâu này? Chúng ta sẽ phải đi nhặt những chúng ta phải chạy nhanh. Chúng ta bị nó bắt. Chúng ta sẽ xem trò chơi tiếp theo. Poppy hơi. Chúng ta sẽ đi sang đây. Chúng ta sẽ phải quay đi.
Cả xuống. Rồi bây giờ sẽ cho nó đi sang bên kia. Đó. Rồi, cảm ơn.
Chúng ta chúng ta sẽ xem trò chơi tiếp theo. Chúng ta sẽ đây thao nó bên trái đây. Thank you.
coi thế nào, chúng ta sẽ đi. Đó, chúng ta sẽ chạy xuống đây. Chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đi lấy cái cửa sổ này. Chúng ta sẽ nhặt một cái cuốn sách này. Ta nhặt là 5 rồi này. Chúng ta sẽ xuống đây. Xuống ra. Oh, con mèo à. Ta sẽ đi vào đây.
sẽ mở cái phần này lên. Để chúng ta sẽ lấy cổ pin. Mình chúng ta nắp vào cái con kia. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Chúng ta sẽ đi lấy dưới đây là gà xôi em lấy. Đây là em bên mực này. Chúng ta đi lấy trái tim. Rồi, chúng ta xuống dưới đây chúng ta chúng ta nắp lên đây này, nó mặc cái ra, chúng ta sang trò chơi tiếp theo.
chúng ta sẽ chơi map cuối cùng. Chúng tôi kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em chúng tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.